466. Chuyện thương nhân trên biển cả. Tiền thân Samudra Vanira. Người thì gieo hạt, kẻ đi cày. Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về Devadatta Đề Bà Đạt Đa. Khi ông bị đọa xuống địa ngục, kéo theo 500 gia đình bị đọa luôn. Bấy giờ, lúc hai đại đệ tử là Sariputta Phá Lợi Phất và Moggallana Mục Kiền Liên được các tỳ kheo đã theo vị ấy trở về cùng mình, Đề Bà Đạt Đa không thể nào chịu đựng khổ đau nên đã khạc ra máu và sắp từ giả cõi đời. Ông tự nhủ: trong 9 tháng ròng ta đã nghĩ xấu về Đức Như Lai, song trong tâm của Đức Như Lai không hề có một ác ý đối với ta. Trong 80 vị trưởng lão cũng không ai làm gì hại ta. Bởi chính vì những hành động của ta mà ta thành kẻ bơ vơ lạc lõng. Ta đã bị Bậc Đạo Sư từ bỏ rồi. Các trưởng lão, tôn giả La Hầu La trưởng tộc cùng tất cả hoàng tộc dòng họ Thích Ca, nên ta muốn đến gặp Bậc Đạo Sư và hòa giải với Ngài. Vì thế ra hiệu cho các đệ tử, ông bảo họ mang ông trên chiếc cán rồi du hành suốt ngày đêm đến kinh thành xứ Kosala. Trưởng lão Ananda thưa với Bậc Đạo Sư, họ bảo rằng Đề Bà Đạt Đa đang đi đến làm quà với Đức Thế Tôn. Này Ananda, Đề Bà Đạt Đa không được gặp ta đâu. Mỗi lần nữa, khi ông đã đến thành Xá Vệ, tôn giả lại thưa trình với Bậc Đạo Sư và Đức Thế Tôn cũng trả lời như trước. Khi ông đến cổng Kỳ Viên và tiến về hồ Kỳ Viên, tội ác đã đến tột đỉnh. Một cơn sốt nổi lên trong người khiến ông muốn tắm và uống nước. Vì thế ông ra lệnh cho họ đưa mình ra khỏi cái cán để có thể uống nước. Khi ông vừa bước xuống và đứng trên mặt đất thì, trước khi ông có thể giải khát cho mình, quả đất rộng há miệng ra, một ngọn lửa phát xuất từ địa ngục tận cùng Avisi, A Tỳ hay Vô Gián bao phủ lấy ông. Trong lúc biết các ác nghiệp của mình đã lên đến cực điểm, cùng nhớ lại các công đức của Như Lai, ông ngâm dần kệ này: nấm xương này đem đến tối thượng nhân, bậc toàn tri, đây trăm tướng tốt lành, bậc điều ngự tâm người hơn thiên chủ, tâm trí ta bay về Ngài giác ngộ. Xong, chính ngay trong hành động tìm nơi an trú này mà ông bị đọa vào ngục A Tỳ và có 500 gia đình của các đồ đệ ông. Những gia đình đã theo ông phỉ báng đấng thập lực Đa Sa Ba La dèm pha Ngài nên cũng tái sinh vào ngục A Tỳ. Như thế ông xuống địa ngục A Tỳ kéo theo mình cả 500 gia đình. Vì vậy một ngày kia sang chúng nói chuyện trong chánh pháp đường: này hiền hữu tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa ác độc vì tham lợi dưỡng đã vô cớ khởi lên lòng sân hận với bậc chánh đẳng giác và không biết đến nỗi kinh hoàng trong tương lai, nên cùng với 500 gia đình đọa xuống địa ngục. Bậc Đạo Sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Hội chúng liền thưa lại Ngài. Ngài bảo: này các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa vì ham lợi dưỡng và danh vọng nên không nhìn thấy những mối kinh hoàng trong tương lai, và ngày xưa cũng như bây giờ, vì không nhìn thấy những nỗi khủng khiếp trong tương lai mà kẻ ấy cùng các đệ tử tham muốn lạc thú hiện tại nên phải chịu hoàn toàn hủy diệt. Nói vậy xong, Ngài kể cho tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, gần thành Ba La Nại có một thị trấn lớn của các người thợ mộc, gần 1000 gia đình. Những thợ mộc từ thị trấn này thường tự xưng là họ đóng giường, ghế, nhà cửa, và thường sau khi nhận tiền trước của dân chúng lại tỏ ra không có năng lực để làm gì được cả. Dân chúng thường trách mắng bất cứ người thợ mộc nào tình cờ họ gặp mặt và gây trở ngại cho bọn họ. Vì thế, bọn người mắc nợ này gặp phiền nhiễu đến độ không thể nào sống yên ở đấy được nữa. Bọn họ bảo nhau: chúng ta hãy đi ra xứ khác và kiếm một nơi nào đó ẩn thân. Thế là họ vào rừng, đẳng cây, làm thuyền lớn phóng xuống sông đẩy thuyền ra khỏi thị trấn khoảng chừng 3/4 dặm thì kéo thuyền vào bờ. Sau đó vào nửa đêm, họ trở về thị trấn tìm gia đình mình đưa lên thuyền rồi xuôi dòng tiến ra biển cả. Họ gặp thuận buồm xuôi gió cho đến khi cập vào một hòn đảo nằm giữa đại dương. Lúc bấy giờ trên đảo ấy đã mọc lên nhiều loại cây rừng có trái như lúa gạo, cây mía, chuối, xoài, mận, mít, dừa và đủ các loại khác nữa. Trước bọn ấy đã có một người bị đắm tàu và chiếm lấy đảo này, sống tại đó ăn lúa gạo và thưởng thức cây mía cùng các loại cây khác. Nhờ thế gã trở thành lực lưỡng cường tráng. Gã sống trần truồng rơ tóc dài ra. Bọn thợ mộc suy nghĩ: nếu đã có loài quỷ ở thì bọn ta chắc phải chết hết, vì vậy ta muốn thám hiểm xem sao. Sau đó 7 thanh niên dạng dĩ lực lưỡng, trang bị 5 thứ vũ khí, rời thuyền đi thám hiểm đảo này.
Ngay lúc ấy, người sống sót trên đảo vừa ăn sáng xong, uống nước mía và trong lúc sảng khoái nằm dựa lưng trên một nơi xanh tươi, mát mẻ bóng cây trên bãi cát lấp lánh như một cái đĩa bạc. Gã suy nghĩ, những người sống ở cõi Di Phù Đề Ấn Độ không thể có được niềm hạnh phúc này. Những người cày cấy kia còn hòn đảo này đối với ta tuyệt hơn cả cõi Di Phù Đề nữa. Gã liền vui mừng trong niềm cực lạc ấy. Bậc đạo sư Ngâm Dần kể đầu để giải thích người sống trên quan đảo này ca hát vì niềm quan lạc như thế nào. Người thì gieo hạt kẻ đi cày, sống với mồ hôi ở cuối mày, chúng chẳng hưởng dùng ta được sống hơn xa Ấn Độ chính nơi này. Những người đi thám thính hòn đảo bắt gặp tiếng hát của gã bảo nhau, hình như ta nghe tiếng người, ta hãy đến làm quen với người đó. Theo tiếng hát họ đi đến gặp người kia, nhưng vẻ bề ngoài của gã làm họ kinh hãi, họ kêu lên, có phải quỷ đó chăng? Rồi họ tra mũi tên vào cây cung. Khi người kia thấy họ, gã sợ bắn bị thương nên la to, ta không phải quỷ đâu, ta là người đấy, các ông ơi xin tha mạng cho ta. Sao? Họ bảo, người ta lại trần truồng và không có gì bảo vệ như ngươi ư? Họ hỏi đi hỏi lại mãi, cũng chỉ nhận được câu trả lời ấy, rằng gã là con người. Cuối cùng họ đến gần gã, và mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau. Những kẻ mới đến hỏi gã làm sao đến đó được, gã kể cho họ nghe sự thật về việc này. Gã bảo, do thiện nghiệp của các bạn mà các bạn đã đến đây, đảo này là phần thưởng của các bạn. Đây là đảo tuyệt hảo, ở đây các bạn không cần làm việc với đôi tay để sinh sống. Gạo mía và các loại cây khác ở đây có vô tận, tất cả đều mọc quang. Các bạn sống ở đây không còn lo ngại gì nữa. Họ hỏi, có gì khác cản trở cuộc sống của ta ở đây chăng? Không sợ gì cả trừ một điều, đảo này có loài quỷ dữ, lũ quỷ này sẽ nổi giận khi thấy phân thải ra từ cơ thể các bạn. Vậy khi bạn muốn đại tiện, hãy đào lỗ trong cát chôn đi. Đó là mối nguy hiểm duy nhất, ngoài ra không còn gì nữa. Chỉ nhớ luôn luôn cẩn thận điều này. Sau đó, họ lên cư ngụ trên đảo này, xong giữa đám 1.000 gia đình này có 2 người cai trị, mỗi người dẫn đầu 500 gia đình trong đó. Một kẻ ngu si tham ăn món thượng hạng, người kia khôn ngoan và không thích chiếm phần ưu thắng trong mọi sự đời. Theo thời gian họ tiếp tục sống tại đó, tất cả đều thành lực lưỡng cường tráng. Sau đó bọn họ suy nghĩ, lâu nay chúng ta không vui chơi gì cả, ta muốn làm một ít rượu mạnh với nước mía. Vì thế họ làm rượu mạnh và say sưa ca hát nhảy múa vui đùa. Sau đó họ vô ý đi đại tiện bừa bãi khắp nơi mà không chôn giấu đi, nên họ đã làm cho hòn đảo hôi hám thật ghê tởm. Các thần linh tức giận vì bọn người này làm nơi giải trí vui chơi thành ô uế. Các thần bàn tính kỹ lưỡng, chúng ta sẽ dâng nước biển trên đảo để rửa sạch đảo này chăng? Nay là nửa tháng tối trời, cuộc hội họp của ta phải đình quản lại. Được rồi, giờ ngày thứ 15 kể từ nay, giờ ngày đầu tiên trăng tròn, giờ trăng mọc, chúng ta phải dâng nước biển lên và tận diệt chúng. Như vậy các thần đã định ngày. Lúc này một vị thần công chính trong đám ấy suy nghĩ, ta không muốn các người này chết trước mắt ta. Vì thế do lòng từ mẫn, do lúc mọi người đang ngồi trước cửa trò chuyện vui vẻ, sau bữa cơm chiều, vị này làm cho toàn hòn đảo sáng loà, chiếc phục sức đầy vẻ quy hoàng, đứng trên không hướng về phía bắc và nói với bọn họ như vậy: này các thợ mộc, các thần linh nổi cơn thịnh nộ vì các ông, đừng sống ở đây nữa, vì trong nửa tháng kể từ nay, các thần sẽ dâng nước biển lên giết hết các ông đó, vậy phải trốn khỏi nơi này. Và ngài Ngâm Dần kể thứ hai: trong 2 tuần nữa thấy tròn trăng, từ biển này dâng ngọn sóng thần, tràn ngập đảo to này, hãy dội di cư để khỏi hại người dân. Cùng với lời khuyên này, vị ấy trở về chỗ ở của mình. Khi vị ấy đi rồi, một vị thần bạn là một hung thần suy nghĩ, có lẽ dân chúng sẽ theo lời vị ấy khuyên mà trốn hết, còn ta muốn cản trở vì chúng đi để làm cho chúng phải tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy thần này trang điểm thật uy hoàng, tỏa ra một luồng ánh sáng lớn bao trùm khắp hòn đảo ấy, và đến gần đại chúng, đứng trên không hướng về nam. Trong khi ông hỏi, có một vị thần vừa đến đây chăng? Họ đáp, thưa có. Vị ấy nói gì với các ông? Họ đáp, tâu thần chúa biển cả, những việc như vậy, như vậy. Lúc ấy vị thần bảo, vị thần này không muốn các ông sống ở đây, nên đã nói thế trong cơn thịnh nộ, vậy đừng đi nơi khác mà cứ ở lại đây. Cùng với những lời này, vị thần Ngâm Hai Dần kệ, theo nhiều dấu hiệu đã nêu rằng, dân chúng nghe tin đợt sóng thần sẽ chẳng hề tràn lên đảo lớn, vui lên đừng sợ, chớ đau buồn. Các ông gặp chốn rộng nơi đây, các thức uống ăn lại đủ thay, ta chẳng thấy gì nguy,
cứ hưởng, đến đời sau lạc thú như vậy. Sau khi nói vậy, có hai dần kệ để làm nhẹ nỗi lo âu của dân chúng, thần này ra đi. Khi ông đi rồi, người thợ mộc ngu si cất cao giọng lên và không để ý đến lời nói của vị thần công chính. Gã kêu lên: "Xin quý ngài nghe theo ta." Gã nói với mọi người thợ mộc bằng cách ngâm dần kệ thứ năm: "Từ hướng nam thần ấy hét vang, chúng ta nghe vạn sự bình an." Từ thần này nói là lời thật, sợ hãi hay không phải quả hồn. Vị bắc thần kia nào có biết, vui lên đừng sợ, chớ lo buồn. Khi nghe gã nói, 500 người thợ mộc tham hưởng lợi lạc, muốn nghe theo lời khuyên của gã ngu si đó. Xong lúc ấy, người thợ mộc khôn ngoan không chịu nghe theo gã, và vẫn nói với đám thợ mộc vừa ngâm bốn dần kệ. Khi nói ngược nhau, nhị hải thần, một kêu sợ hãi, một an toàn, nghe lời ta dặn, e giây lát, tất cả người đây chết cả đoàn. Ta cùng xây một đại thương thuyền, thuyền lớn, hành trang chất hết lên. Nếu vị nam thần này nói thật, thần kia nói nhảm nhí quàng xiên. Khi cần, thuyền sẽ ích cho ta, ta chẳng rời ngay đảo ấy mà. Xong nếu bất thần kia nói đúng, thần nam chỉ nói chuyện điên rồ, ta cùng lúc ấy lên thuyền cả, nơi có bình an sẽ vội qua. Đừng xem ưu, liệt, chuyện vừa nghe, ai để lọt tai cả mọi phe, xét kỹ rồi theo phần chính giữa, bến bình an nhất kéo neo về. Sau đó người ấy lại nói: "Này bây giờ, chúng ta hãy nghe theo lời cả hai vị thần ấy. Ta hãy đóng thuyền, rồi nếu lời của vị thần thứ nhất là đúng sự thật, ta sẽ leo lên thuyền và ra đi. Và nếu lời vị thứ hai đúng, thì ta sẽ cất thuyền chỗ khác và ở lại đây." Khi người ấy nói vậy xong, người thợ mộc ngu si bảo: "Anh cứ đi mà xem con cá sấu nằm trong chén trà, anh thật quá ưa chậm trí. Vị thần thứ nhất nói vậy vì tức giận chúng ta, còn vị thần thứ hai nói vì thương yêu chúng ta. Nếu ta rời hòn đảo tuyệt hảo này thì ta sẽ đi đâu nữa? Xong nếu anh cần phải đi thì cứ đi mà đóng thuyền, bọn ta không cần thuyền, bọn ta ở đây." Người thợ mộc khôn ngoan cùng những người theo phe mình đóng một con thuyền, đặt mọi hành trang lên thuyền, rồi cả bọn đứng vào thuyền. Sau đó vào ngày trăng tròn, đúng lúc trăng mọc, từ đại dương dâng lên một ngọn sóng bao phủ khắp hòn đảo đến tận đầu gối. Khi người khôn ngoan ấy thấy đợt sóng dâng lên thì vội thả thuyền ra. Bọn người theo phe người thợ ngu si gồm 500 gia đình cứ ngồi yên bảo nhau: "Một ngọn sóng đã dâng lên trên đảo, nhưng nó sẽ không cao hơn đâu." Sau đó sóng biển dâng lên thắt lưng, rồi cao bằng đầu người, cao tận ngọn cây dừa, rồi bảy cây dừa và phủ lên khắp hòn đảo. Con người nhiều mưu trí ấy biết đủ phương cách, không tham lam các tài vật nên đã ra đi an toàn. Còn người thợ ngu si tham của cải, không thấy nỗi kinh hoàng trong tương lai nên đã bị tiêu hủy cùng 500 gia đình họ. Và ba dần kệ nữa đầy tính cách giáo hóa để làm sáng tỏ vấn đề trên là kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng: "Do nghiệp làm như giữa đại dương, thương nhân thoát nạn hạnh phúc tròn, nên người trí hiểu điều sâu kín, chẳng phạm ngày sau lỗi cỏn con. Kẻ ngu khờ dại nuốt tham lam, chẳng hiểu tương lai hiểm quả tràn, chìm ngập trước nhu cầu hiện tại, như người tận số giữa trùng dương. Hãy làm xong việc trước khi cần, đừng để túng cùng phải khổ thân. Ai đúng thời làm điều thiết yếu, chẳng hề lâm cảnh ngộ đau buồn." Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã bị mắc vào bẫy dục lạc hiện tại mà không nhìn thấy tương lai, nên đã gặp quỷ diệt cùng đồng bọn của kẻ ấy." Nói vậy xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là người thợ mộc ngu si, Kokalika là vị ác thần đứng ở phía nam, Sariputta Xá Lợi Phất là vị thần đứng ở phương bắc, và ta chính là người thợ mộc có trí khôn ngoan kia. Số 467. Chuyện dục tham. Tiền thân Kama. Người nào mong ước diệt trong lòng. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại Kỳ Hiên về một bà la môn. Chuyện kể rằng một vị bà la môn trú ở Xá Vệ, lúc ấy đang đốn cây bên bờ sông Asiravati để trồng trọt cày cấy. Bậc đạo sư nhìn thấy rõ nghiệp duyên của vị này về khả năng tu tập, khi ngài đến Xá Vệ để khất thực, ngài liền bước ra khỏi con đường đang đi để nói chuyện ân cần với ông. Ngài hỏi: "Này bà la môn, ông đang làm gì đó?" Người ấy đáp: "Thưa Sa môn Gotama, tôi đang đốn cây ở một khoảng trống để trồng trọt." Ngài bảo:
tốt lành thay, này Bà La Môn, ông tiếp tục công việc đi. Cứ như vậy, bậc đạo sư đi đến nói chuyện với ông. Khi các thân cây đốn xong lại được mang đi nơi khác, và người kia dọn sạch mẫu đất của mình, và ngài lại đến vào lúc cày cấy hoặc lúc đào những hố vuông nhỏ để lấy nước. Bây giờ vào ngày gieo hạt, vị Bà La Môn hỏi: Thưa tôn giả Gotama, hôm nay là ngày lễ hạ điền, lễ cày bừa của tôi. Khi bắt chín, tôi sẽ cúng dường nhiều cho tăng chúng được Đức Phật cầm đầu. Bậc đạo sư nhận lời cúng dường của ông và ra đi. Một ngày khác, ngài lại đến và thấy người Bà La Môn đang ngắm đám bắp ấy. Ngài hỏi: Này Bà La Môn, ông đang làm gì đó? Thưa tôn giả Gotama, tôi đang ngắm đám bắp. Này Bà La Môn, tốt lắm, bậc đạo sư nói rồi đi thẳng. Lúc ấy Bà La Môn suy nghĩ: Tôn giả Gotama vẫn thường đi qua đường này lắm thay, chắc chắn ngài cần thực phẩm. Được, ta phải cúng dường thức ăn cho ngài. Và ngày ý tưởng này xuất hiện trong trí ông. Khi về nhà, ông cũng thấy bậc đạo sư đến nữa. Từ đó trong lòng vị Bà La Môn khởi lên một niềm tín thành kỳ diệu. Dần dần bắp đã chín, vị Bà La Môn quyết định ngày mai sẽ gặp. Nhưng trong khi ông ngủ trên giường, thì ở khoảng đất trên sông Asiravati, mưa trút xuống như chỉnh đổ. Lũ lụt kéo đến, mang theo cả mùa màng ra biển, vì thế không còn sót một cây nào. Khi con lũ đã rút, vị Bà La Môn thấy hoa màu bị tàn phá, nên không còn sức mà đứng nữa. Tay ông cứ ôm ngực vì quá đau khổ. Ông vừa khóc vừa về nhà, nằm xuống kêu than. Bữa sáng bậc đạo sư đã thấy vị Bà La Môn này tràn ngập khổ đau. Ngài suy nghĩ, ta sẽ là nơi nương tựa của người Bà La Môn. Thế là hôm sau, khi đã đi khất thực quan sát dậy rồi, ngài trở về từ nơi thọ dụng thức ăn, bảo các tỳ kheo lui về tịnh xá, rồi chính ngài cùng một tiểu thị giả đi với ngài đến nhà ông. Khi vị Bà La Môn nghe ngài đến, thì lòng quan hỷ nghĩ thầm, chắc hẳn vị hiền hữu của ta đến để nói chuyện thân mật. Ông mời ngài ngồi, bậc đạo sư bước vào ngồi trên một tọa sàn đã định sẵn, và hỏi, này Bà La Môn, tại sao ông nản lòng, việc gì xảy ra khiến ông bất mãn? Thưa Sa Môn Gotama, từ lúc tôi đến đây trên bờ sông Asiravati, ngài cũng đã biết tôi làm gì rồi. Tôi đã đi đây đó và hứa cúng dường ngài khi qua màu chín. Nay cơn lụt đã cuốn trôi hết mọi hoa lợi ra biển, chẳng còn lại gì cả. Bắp ngô bị tiêu hủy cả đến trăm cỗ xe, vì thế tôi đang sầu khổ lắm đây. Này, của mất mát có thể trở lại nhờ than khóc không? Thưa Sa Môn Gotama, nó không trở lại được. Nếu vậy tại sao sầu khổ? Sự giàu sang của người đời hay thóc lúa, khi còn đó thì chúng có mặt, và khi mất rồi thì thôi. Chẳng có vật hữu hình nào không chịu hoại diệt. Thôi, ông đừng sầu muộn gì nó nữa. An ủi ông như thế xong, ngài nhắc lại kinh Tham Dục, kinh tập 6, kệ 766, vì thích hợp với hoàn cảnh này. Khi ngài kết thúc bài kinh Tham Dục ấy, vị Bà La Môn buồn khổ đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Sau khi làm tan biến nỗi buồn của ông, bậc đạo sư đứng dậy từ chỗ ngồi và trở về tịnh xá. Cả thị trấn đều nghe tin bậc đạo sư đã đi tìm Bà La Môn đang bị đau đớn hành hạ như thế nào, rồi an ủi ông và an trú ông vào quả dự lưu ra sao. Tăng chúng nói đến việc ấy tại chánh pháp đường. Này các hiền giả, đấng thập lực đã kết bạn với một vị Bà La Môn ngày càng thân thiết, đã tạo cơ hội thuyết pháp cho ông. Đang lúc ông gặp cơn đau khổ xé nát cõi lòng, ngài an ủi cho vơi niềm đau khổ, rồi an trú ông vào quả dự lưu. Bậc đạo sư bước vào và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông đang nói chuyện gì khi ngồi lại đây? Tăng chúng thưa lại với ngài. Ngài đáp: Đây không phải là lần đầu tiên, này các tỳ kheo, mà ta chữa lành nỗi đau buồn của kẻ ấy. Song ngày xưa đã lâu lắm, ta cũng làm như vậy. Và cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại có hai dương tử. Ngài phong chức phó dương cho thái tử, còn vị thứ hai làm đại tướng quân. Sau đó, khi vua Brahmadatta băng hà, trừ thần phải phong dương cho thái tử bằng nghi lễ quán đảnh. Song chàng bảo, ta chẳng màng giang sơn quốc độ, hãy để dương đệ ta trị nước. Đại chúng giang sinh cầu khẩn thái tử, song chàng chẳng muốn chuyện đó, nên vị dương đệ được quán đảnh phong dương. Thái tử cũng không màng ngôi vị phó dương hay chức tước gì cả. Khi triều thần xin chàng ở lại sinh sống trên mảnh đất trù phú này, chàng đáp: Không, ta không làm gì được trong kinh thành này cả. Rồi chàng ra đi, rời khỏi Ba La Nại. Chàng đến vùng biên địa và sống với gia đình một thương gia giàu có, làm việc bằng đôi tay của mình.
những người này sau một thời gian biết được chàng là thái tử, nên không để cho chàng làm việc nữa. Họ hầu hạ chàng như thể một dương tử phải được cung phụng vậy. Bây giờ sau một thời gian, triều thần đến làng đó để giải quả đồ đồng ruộng. Lúc ấy người lái buôn nói với dương tử: "Tâu điện hạ, vì công lao chúng thần phụng dưỡng ngài, mong ngài gửi về dương đệ của ngài một bức thư để xin giùm cho chúng thần được miễn giảm thuế chăng?" Chàng đồng ý làm việc ấy và viết như sau: "Ta đang sống với gia đình một thương nhân nọ, ta xin dương đệ vì ta mà miễn thuế cho họ." Vua chấp thuận và làm y theo như vậy. Từ đó dân làng và dân cả vùng ấy đến gặp chàng bảo: "Hãy xin cho chúng thần được miễn thuế, rồi chúng thần sẽ đóng thuế cho ngài." Chàng làm thỉnh nguyện thư cho họ và xin cho họ miễn thuế. Sau đó dân chúng trả thuế cho chàng. Lúc ấy lợi tức và danh tiếng chàng rất lớn, cùng với lợi danh này lòng tham của chàng cũng khởi lên. Vì thế dần dần chàng đòi cả thị trấn, chàng đòi dứt phó dương cũ và dương đệ chàng cướp ban cho chàng tất cả. Lúc ấy lòng tham của chàng cứ tăng trưởng, chàng không hài lòng với chức vị phó dương và quyết định chiếm lấy ngai vàng. Nhắm mục đích ấy, chàng lên đường cùng với một đám người đóng tại ngoại ô kinh thành và gửi thư và dương đệ chàng: "Hãy trao quốc độ cho ta, không thì giao chiến." Vì dương đệ suy nghĩ: "Ngày trước kẻ ngu si này đã từ chối ngai vàng, địa vị phó dương và tất cả, nay lại bảo muốn đánh chiếm lại. Nếu ta giết anh ta trong chiến trận thì đó là điều ô nhục cho ta, vậy ta cần gì làm vua nữa?" Vì thế chàng gửi chiếu chỉ: "Tiểu đệ không muốn gây binh đao, xin dương huynh cứ lấy ngai vàng." Dương huynh chấp thuận việc ấy và phong dương đệ làm phó dương. Từ đó chàng cai trị dương quốc. Nhưng chàng tham lam như vậy nên một dương quốc chưa làm chàng thỏa mãn, mà chàng muốn hai dương quốc, rồi ba. Tuy thế vẫn thấy lòng tham vô tận. Thời bấy giờ Sakha Đế Thích Thiên Chủ nhìn ra ngoài, ngài suy nghĩ: "Ai là người chăm lo phụng dưỡng cha mẹ đây? Ai là người bố thí và làm điều thiện đây? Ai là người bị tham dục chi phối?" Ngài suy nghĩ: "Kẻ ngu si này không hài lòng trị vì ở Ba La Nại. Được, ta sẽ dạy cho y một bài học." Vì vậy ngài giả dạng một thanh niên Bà La Môn đứng ở cửa cung, rồi đưa tin rằng có một thanh niên lanh lợi đang đứng ở cửa. Chàng được phép vào chầu, liền tung hô chúc tụng giảng tuế vua xong xuôi. Vua hỏi: "Tại sao công tử đến đây?" Chàng đáp: "Tâu đại dương, tiểu sinh có chuyện cần tâu với đại dương, song tiểu sinh muốn được giữ cẩn mật." Nhờ thần lực của Đế Thích Thiên Chủ, ngay lúc ấy mọi người rút lui cả. Sau đó chàng thanh niên nói: "Tâu đại dương, tiểu sinh biết ba kinh thành Trù Phú, Đông Dân, quân đội và chiến mã đều hùng cường. Tiểu sinh nhờ quyền lực của mình sẽ làm chủ ba kinh thành ấy và sẽ dâng tặng đại dương. Song đại dương không được trì quản mà phải đi liền lập tức." Vua đầy lòng tham nên đồng ý ngay. Song vì thần lực của Đế Thích ngăn cản nên vua không hỏi: "Thế công tử là ai, từ đâu đến, công tử sẽ nhận lại cái gì?" Đế Thích Thiên Chủ nói vậy xong trở về cõi trời 33. Sau đó vua triệu quần thần lại và bảo họ: "Một thanh niên vừa đến đây hứa sẽ lấy và dâng cho trẫm thống trị ba dương quốc. Các khanh hãy đi tìm kẻ ấy." Ra lệnh đánh trống khắp kinh thành, triệu tập quân sĩ không được trì quản, vì trẫm sắp chiếm ba dương quốc kia đấy. Quần thần đáp: "Tâu đại dương, thế đại dương có tiếp đãi thanh niên ấy hoặc hỏi xem chàng ở đâu chăng?" "Ồ không không, trẫm không tiếp đãi chàng, cũng không hỏi chàng ở đâu cả, vậy cứ đi tìm chàng." Quần thần đi tìm, song không thể tìm ra chàng khắp kinh thành này. Nghe vậy vua buồn bực, quyền cai trị ba kinh thành đã mất rồi. Vua lại suy nghĩ liên miên: "Ta bị tước mất vinh quang tột bậc, chắc chắn thanh niên ấy bỏ đi, bực tức ta lắm, vì chẳng ban cho chàng tiền lộ phí, cũng chẳng cấp nơi cư trú." Sau đó trong cơ thể vua nóng như thiêu đốt, trong khi cơ thể nóng bừng như vậy, thì ruột vua mắc bệnh kiết lỵ ra máu, thức ăn đưa vào lại chảy ra hết, các y sĩ không thể nào chữa trị được, nên vua kiệt sức. Bệnh trạng vua được đồn đãi khắp kinh thành. Lúc ấy, Bồ Tát từ Takasila đã trở về nhà cha mẹ ở Ba La Nại. Sau khi đã tinh thông mọi ngành học thuật, ngài được tin về vua, liền đi đến cung môn với ý định chữa bệnh vua, nên gửi vào cung một tờ sớ tâu rằng có một thanh niên đang sẵn sàng trị bệnh cho đức vua. Vua phán: "Các đại danh y lừng lẫy khắp gần xa còn chưa chữa nổi căn bệnh của trẫm, chứ một thanh niên làm gì được. Thôi trả tiền lộ phí cho gã, rồi bảo gã ra về." Thanh niên ấy đáp:
Ta không cần chi phí chữa bệnh, song ta phải chữa làm vua. Ngài chỉ cần trả tiền cho ta món thuốc chữa bệnh mà thôi. Khi vua nghe vậy, liền chấp thuận cho chàng vào. Chàng thanh niên kính lễ vua, tâu đại dương chớ sợ gì. Chàng bảo, thần sẽ trị lành bệnh đại dương, song xin đại dương nói cho thần nghe nguyên cớ căn bệnh của ngài. Vua nổi thịnh nộ đáp, ngươi hỏi thế để làm gì chứ, cứ làm món thuốc chữa trị đi. Chàng bảo, tâu đại dương, đây là phương cách của y sĩ, trước tiên phải biết vì sao sinh bệnh tật, sau đó mới làm thuốc chữa cho thích hợp. Vua phán bảo, thôi được rồi, chứ bé. Và vua bắt đầu kể nguồn gốc căn bệnh. Từ lúc thanh niên ấy hứa hẹn rằng chàng ta sẽ giành lấy và dâng lên vua quyền thống trị ba kinh thành. Như vậy này bé con, căn bệnh sinh ra từ lòng tham, chú có giỏi thì chữa đi. Chàng đáp, tâu đại dương, có chiếm được các kinh thành ấy nhờ buồn phiền chăng? Ồ không đâu bé con. Nếu vậy thì tại sao đại dương lại buồn phiền? Mọi vật dù vô tri hay có tri giác đều phải quỷ diệt, bỏ lại tất cả, ngay cả thân xác của mình. Dù cho đại dương có cai trị cả bốn kinh thành đi nữa, đại dương cũng không thể cùng một lúc ăn bốn mâm cơm, ngủ bốn tọa vàng, mặc bốn bộ y phục. Đại dương không nên làm nô lệ cho tham dục, vì khi tham dục tăng trưởng thì ta không thể thoát được bốn cảnh khổ. Sau khi đã khuyến giáo như vậy xong, bậc đại sĩ thuyết pháp qua các dần kể sau. Người nào mong muốn diệt trong lòng, khi ước nguyện kia được vẹn toàn, chắc chắn tâm tràn đầy hỷ lạc, vì nay đã đạt được cầu mong. Người nào ước vọng diệt trong lòng, khi ước vọng kia được vẹn tròn, ước vọng tràn vào tâm trí mãi, như đang cơn khát gặp oi nồng. Trong loại bò trâu có một sừng, sừng kia càng lớn cứ to dần, cũng như tâm địa người vô trí, chẳng biết chút gì, chẳng biệt phân. Trong lúc người kia càng lớn tuổi thì niềm khát vọng cứ gia tăng. Đem hết lúa ngô ở cõi đời, bò trâu nô lệ ngựa cho người, vẫn chưa đầy đủ, này nên biết và giữ đường công chính mãi thôi. Một vua chinh phục cả phàm trần, trần thế trải mình tận đại dương, ở phía bên này chưa thỏa mãn, vật ngoài khơi vẫn thấy thèm thuồng. Dục tham ấp ủ ở trong tim, tri túc chẳng hề phát khởi lên. Người tránh dục tham tìm đúng thuốc, người nào tri túc trí như nguyền. Tối ưu là trí tuệ đầy tràn, tham dục không hề đốt cháy tan. Chẳng có bao giờ người trí tuệ lại làm nô lệ của lòng tham. Thiếu dục phá tan mọi dục tham, chẳng ham chiếm đoạt cả trăm phần. Người kia cũng giống như lòng biển, chẳng bị đốt thiêu bởi dục tầm. Như thợ giày luôn bào guốc dép, hợp làn da bọc ở bàn chân. Cứ mỗi dục tham được bỏ đi, một niềm hạnh phúc đến liền khi. Người nào muốn hưởng tròn an lạc, phải bỏ mọi tham dục tức thì. Nhưng trong khi Bồ Tát ngâm các dần kệ này, tâm ngài chuyên chú vào chiếc giọng trắng của vua, nên khởi lên nỗi hỷ lạc của thiền định, đạt được qua ánh sáng trắng một pháp thiền Kasina. Riêng phần vua được bình phục khỏe khoắn, liền hoan hỷ đứng lên từ chỗ ngồi và nói với ngài, trong khi các y sĩ kia không thể chữa lành trẫm, thì một thanh niên hiền trí làm cho trẫm khỏe mạnh nhờ phương thuốc trí tuệ. Rồi vua ngâm dần kệ thứ 10, tám khúc chàng ngâm đáng 8.000, ngàn vàng mỗi khúc đại la môn, xin chàng nhận số vàng, vì lẽ lời nói chàng nay thật dịu dàng. Nghe vậy bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ 11, dù có ngàn muôn triệu triệu lần, ngàn vàng ta cũng chẳng mơ màng. Như lời kệ cuối vừa ngâm ấy, tham dục tâm ta đã lụi tàn. Vua càng hân hoan hơn nữa, liền ngâm dần kệ cuối cùng để tán thán bậc đại sĩ. Quả thiếu sinh này thiện trí nhân, an tường mọi kiến thức trần gian. Dục tham kia chính là sinh mẫu của khổ đau chàng mới vạch trần. Bồ Tát lại bảo, tâu đại dương, ngài phải biết tinh cần và bước vào chánh đạo. Thuyết giáo cho vua xong, ngài bay qua không gian đến Tuyết Sơn và sống suốt đời là một ẩn sĩ tu hành. Ngài chuyên chú hành trì tứ vô lượng tâm và được sanh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, ngày xưa cũng như bây giờ,
ta đã làm Bà La Môn này lành bệnh. Nói vậy xong, ngài nhận diện tiền thân. Và thời ấy, Bà La Môn này là vị vua kia, và ta chính là chàng thanh niên hiền trí.